Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 650 tỷ cái token Hero. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi sau khi đăng nhập vào biểu mẫu Glamio thì mọi người thực hiện các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập tên, địa chỉ email và chọn save lại cho mình. Rồi sau đó bấm vào follow rồi. Rồi chọn theo dõi, quay trở lại, chọn continue. Tiếp theo là sẽ retweet lại cái bài này và gắn thẻ bạn bè này. Rồi mọi người chọn like này, sau đó thì chọn trích dẫn tweet. Ở đây thì mọi người sẽ tát thẻ bạn bè vào nhé. Ok, quay trở lại, chọn continue này, tiếp tục retweet bài đăng của nó. Rồi chọn retweet, tweet và like này, quay trở lại. Rồi continue này, retweet thêm một lần nữa này. Rồi chọn tweet lại, chọn like này, quay trở lại này, chọn continue này, sau đó follow vào Medium này. Rồi mọi người mở VPN lên nhé để follow vào Medium. Rồi chọn follow rồi. Và quay trở lại biểu mẫu, chọn continue. Tiếp theo là join vào group Telegram. Rồi bấm chọn join và quay trở lại, kích chọn continue, sau đó join vào group Telegram một lần nữa. Rồi join này và quay trở lại này, chọn continue, sau đó thì sẽ join vào Reddit này. Rồi join vào Reddit. Rồi kích chọn join. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó thì nó sẽ yêu cầu tạo một cái điểm vào ấy. Để mình dịch ra nhé. Nó yêu cầu tạo một cái, thì nói chung là nhiệm vụ này thì mọi người bỏ qua cho mình này. Hai cái nhiệm vụ này mọi người bỏ qua nhé. Và tiếp theo là mọi người sẽ điền cái địa chỉ ví ETH ở trên ví trước hoặc MetaMask cho mình. Rồi chọn continue. Sau đó thì mọi người sẽ nhập cái email. Rồi chọn continue. Tiếp tục thì đây là cái nhiệm vụ lấy link giới thiệu. Thì mọi người sẽ sao chép cái đường link này đi chia sẻ nhé. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.